Thưa quý vị, chỉ khi không có tiền mới nhìn rõ lòng người, mới lĩnh ngộ được sự nóng lạnh của tình người. Người bên cạnh khi ta trắng tay là người đáng để chúng ta kết giao, còn những người bạn thấy lợi quên tình, không có còn tốt hơn. Con người sống ở đời không thể nào luôn luôn thuận buồm xuôi gió, sẽ luôn tồn tại khó khăn và thất bại trên đường đời. Và mỗi khi chúng ta vượt qua những khó khăn và thất bại này, chúng ta sẽ có thêm được một kinh nghiệm và một sự trưởng thành. Khi thực sự trải qua cái nghèo, biết thế nào là trắng tay, mới hiểu được mọi thứ tới đều không dễ dàng và cũng mới biết trân trọng tiền bạc, bởi lẽ chúng ta chỉ khi mất đi thứ gì đó mới biết trân trọng nó. Quý vị thân mến, trước đây tôi từng đọc được một câu nói rất nổi tiếng của nhà văn Shakespeare: xã hội này rất thực tế, bản chất con người lại càng thực tế hơn. Đặc biệt trước đồng tiền, sự thực tế còn được bộc lộ rõ nét hơn. Khi ở vào cảnh nghèo khó, chúng ta sẽ bị hạn chế rất nhiều điều, ít cơ hội, ít sự lựa chọn hơn. Càng lúc khó khăn càng phải cân nhắc hành động sao cho sáng suốt, không thể đưa ra những quyết định vội vàng bồng bột. Nếu không, những ngày sau của bạn sẽ tiếp tục khổ nạn mà thôi. Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì cũng chẳng làm được gì. Do đó, trong thời điểm nghèo khó, chúng ta càng cần cẩn trọng khi kết giao hay hành động bất cứ điều gì để tránh rước phải tai ương. Người xưa đã dạy sống ở đời lúc nghèo khó phải nhớ kỹ ba kẻ không chơi, ba thứ không ham, từ bỏ một số chuyện mới mong đạt được thành công ở những chuyện khác. Hãy cùng xem đó là những điều gì. Đầu tiên đó là có ba kẻ nhất định không dính vào khi nghèo khó. Chúng ta cần xây dựng các mối quan hệ xã hội, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải liều mạng, lao đầu vào những cuộc xã giao, những mối quan hệ vô dụng. Trên đời này, có những người sẽ trở thành quý nhân, giúp bạn thoát khỏi nghèo khó, nhưng cũng có người định sẵn mang đến phiền phức và tai họa cho bạn. Thứ nhất, đó là nhân tình. Những mối quan hệ vụng trộm không những chẳng đem lại lợi lộc gì cho chúng ta, mà còn đem tới rất nhiều tai hại về mặt tài chính, sức khỏe và thậm chí là sự hòa thuận trong gia đình. Nếu việc này đến tai những người xung quanh, bạn vừa đánh mất nhân phẩm trong mắt đồng nghiệp, hàng xóm, vừa ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, sự hòa thuận trong gia đình, nhất là với bố mẹ và vợ con của mình. Thế nên lúc nào bạn cũng nên tự nhắc nhở mình. Khi còn trẻ, chúng ta vật lộn với khó khăn, tích lũy tiền là để khi trưởng thành có thể mang lại cho gia đình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù sau này có thế nào đi nữa, đừng để những cám dỗ ảnh hưởng đến tâm nguyện ban đầu của bản thân. Thứ hai, đó là những người nghèo hơn bạn. Đây không phải là về mặt vật chất mà nghèo trong tư duy, suy nghĩ và ý chí con người. Một người lúc nào cũng chỉ quanh quẩn trong vòng tròn chật hẹp của mình, không dám tự bứt phá, vượt ra ngoài vùng an toàn của bản thân, âm thầm chấp nhận là một con ếch ngồi dưới đáy giếng, thì chúng ta rất khó có thể tìm thấy giá trị đáng học tập từ họ. Ở vào thời điểm bạn cần nỗ lực nhất để có thể thoát khỏi hoàn cảnh nghèo khó hiện tại, đừng dại mà tiếp xúc hay kết giao thân thiết với kiểu người này. Sự chê ý tiêu cực có thể trở thành mầm bệnh lây lan nhanh chóng, mài mòn ý chí của bạn. Thứ ba, đó là những người có tác phong bất chính. Cổ nhân dạy rằng, người mà chuyện gì cũng tính toán chi li, lúc nào cũng lo sợ bản thân sẽ phải chịu thiệt thòi, hành vi mờ ám, thủ đoạn bất chính, giống như phải chiếm được lợi ích rõ ràng mới khiến cho họ cảm thấy yên vui. Loại người này kết giao có gì tốt? Làm bạn với họ không khác gì làm bạn với sói, một con sói tâm địa độc ác hoặc ích kỷ vô cùng, vô tình hoặc cố ý tiêm nhiễm vào bạn những tư tưởng không chính đáng. Chưa kể một lúc nào đó, con sói này còn sẵn sàng nhe răng về phía bạn nếu bạn chạm tới vấn đề lợi ích. Tóm lại, với ba kiểu người kể trên, dù thế nào cũng không nên xây dựng quan hệ thân thiết được. Phần lớn đều chỉ là quan hệ lợi ích. Bọn họ sẽ chỉ giúp bạn ăn no uống say, nói lời tung hô lúc bạn đang thuận buồm xuôi gió. Đến lúc bạn rơi vào cảnh nghèo khó, họ sẽ không bao giờ giúp đỡ, thậm chí còn khiến cho bạn khổ thêm. Tiếp theo là về ba điều không nên dính vào. Người khác nghĩ bạn thế nào là do người khác quyết định. Nhưng bạn muốn trở thành người thế nào là do bạn quyết định. Hành động phải cẩn trọng để tránh thị phi tai ương. Thứ nhất là đừng dính vào việc giàu to mà không cần đến kỹ năng. Trong thời điểm nghèo khó, nếu ai đó đột nhiên nói rằng họ đang biết một công việc kinh doanh rất hấp dẫn, kiếm được bộn tiền lại không yêu cầu kỹ năng hay phải mạo hiểm lớn, thì rất có thể bạn đã gặp phải kẻ lừa đảo. Số tài chính ít ỏi trong tay sẽ không đủ để cứu bạn nếu sa vào vũng bùn này. Cho nên, nếu có tình cờ gặp phải thì dứt khoát từ chối ngay từ đầu, đừng để cám dỗ về vật chất làm che mờ lý trí.
Thật sự trên đời chẳng có bữa cơm nào miễn phí, cũng chẳng có thứ gì dễ dàng. Nếu bạn thực sự có việc giàu to mà không cần kỹ năng, sao họ không tự làm mà lại tìm tới bạn? Thứ hai, đừng ôm mơ tưởng đổi đời trong một đêm. Càng nghèo khó và gặp nhiều khó khăn trong thời gian dài, người ta lại càng muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Do đó, họ rất dễ dính vào những giấc mộng đổi đời chỉ sau một đêm. Cả ngày chỉ mơ tưởng làm thế nào kiếm thật nhiều tiền, làm thế nào để giàu thật nhanh. Càng suy nghĩ như thế, bạn lại càng rơi vào trong vòng suy nghĩ lẩn quẩn của cái nghèo khó. Cần quan hệ thì chưa có quan hệ, cần tài chính cũng không có tài chính, cần thực lực cũng chưa đủ thực lực. Vậy bạn lấy gì để đổi đời? Thay vì ấp ủ một giấc mơ viển vông, tốt nhất vẫn nên tự mình nỗ lực tiến bộ từng bước một trên con đường tương lai. Thà đi chậm một chút nhưng kiên định và ổn thỏa vẫn còn hơn. Thứ ba, đừng chạy theo bước chân của người khác. Trong một thị trấn nhỏ, người thứ nhất mở trạm xăng và công việc kinh doanh rất tốt. Người thứ hai đến mở nhà hàng, người thứ ba mở siêu thị, tất cả đều kinh doanh rất tốt. Khu vực này nhanh chóng trở nên thịnh vượng, cả thị trấn đều khá giả hơn. Trong thị trấn nhỏ khác bên cạnh, người thứ nhất tới mở trạm xăng và công việc kinh doanh rất tốt, nhưng người thứ hai đến mở trạm xăng thứ hai, người thứ ba, thứ tư và sau đó nữa cũng thế. Cuộc cạnh tranh lẩn quẩn khiến tất cả đều kinh doanh không tốt. Có thể thấy rằng, bước vào lối mòn của người khác cũng đồng nghĩa với việc bạn đang tự làm giảm tốc độ của chính mình. Ở độ tuổi thanh xuân hoàng kim để phát triển sự nghiệp, nếu bạn không thể đạt tới một thành tựu nào đó, thì rất có khả năng cả đời sau bạn cũng chỉ sống tầm thường và vô vi như thế mà thôi. Bạn thân mến, có câu nói mà tôi cho rằng rất nhiều người rất tán đồng, đó là tiền bạc không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì vạn vạn không có khả năng. Quả thực đúng là như thế. Tầm quan trọng của tiền tôi nghĩ mọi người trưởng thành đều thấu hiểu sâu sắc, phải không nào? Thử nghĩ mà xem, những người vì không thể chi trả được tiền viện phí đắt đỏ mà phải từ bỏ việc chữa bệnh, những người chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân đau khổ dày vò mà không thể làm được gì, bạn sẽ phát hiện ra cái gọi là tình thân, hiếu thuận, quả thực rồi cũng có lúc bất lực tới như thế. Quan tâm chăm sóc có tỉ mỉ hết lòng tới đâu cũng không thể nào so sánh được với việc tìm cho người nhà một bác sĩ tốt hay phương pháp chữa bệnh và những loại thuốc tốt nhất. Nghĩ tới những người vì tiền nhà, tiền xe mà áp lực tới không thở nổi, không thể làm việc cả ngày lẫn đêm, mệt tới eo xót chân mềm, đầu bù tóc rối. Nghĩ tới những người dùng những đồng lương bèo bọt của mình để nuôi cả một gia đình, bị ông chủ mắng như con như cháu, vẫn phải mỉm cười dạ vâng. Bạn sẽ hiểu ra nghèo không chỉ là khổ, là khó, là không đủ ăn, đủ mặc, mà còn là một cuộc sống không có tôn nghiêm, không có thể diện. Một người chỉ khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thu không đủ chi, rồi mới ngộ ra được rằng tiền tới lúc cần dùng thì sao lại ít ỏi tới như thế. Một người khi vấp ngã nghèo đói nhưng lại không tìm được sự giúp đỡ từ ai thì mới nhận ra rằng con người ta khi nghèo làm gì cũng khó khăn. Tiền bạc thường quyết định sự hưng thịnh trong sự nghiệp, thành bại trong hôn nhân. Trong xã hội này, thứ khó mượn nhất chính là tiền, đặc biệt là người nghèo mượn tiền, thường là mất mặt rồi mà vẫn về tay không. Cũng giống như có người từng nói sự suy sụp của người trưởng thành bắt đầu từ việc mượn tiền mà ra. Người ta khi cho vay tiền, thứ họ nhìn vào không phải là quan hệ thân thích mà là khả năng trả tiền của bạn. Xã hội chính là hiện thực như thế, lòng người chính là lạnh lùng như vậy. Đừng trách thế gian bạc bẽo, hãy hỏi vì sao mình lại nghèo như vậy. Nhiều khi, tài phú có vai trò quyết định sự hưng thịnh trong sự nghiệp của một người. Người làm ăn lớn, muốn mở rộng sự nghiệp, ngân hàng nào dám cho vay. Người khác dám cho vay, kết quả làm ăn giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng dày, tiền càng tới càng nhiều. Còn có những người làm ăn nhỏ, không có nguồn tư sản phong phú, làm hậu thuẫn, ai dám đầu tư vào bạn. Sau cùng chỉ có thể cam chịu với quy mô nhỏ bé mà sống qua ngày. Tương tự, tài phú cũng quyết định mức độ ổn định trong hôn nhân. Trong cái thời đại mưu cầu vật chất như ngày nay, người có thể thực sự có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, cùng nắm tay nhau tới đầu bạc răng long có được bao nhiêu người. Có quá nhiều thực tế tác thẳng vào mặt chúng ta rằng, thời buổi này làm gì có một túp lều tranh hai trái tim vàng, vợ chồng nghèo thì cái gì cũng bạc. Vì nghèo cảm thấy mình không xứng, vì nghèo ngày nào cũng phải nghe vợ cằn nhằn. Vì nghèo, vì áp lực nảy sinh mâu thuẫn ngay từ những thứ nhỏ nhất. Không có tiền, đàn ông cao 8 mét cũng phải khom lưng,
mất hết tự tin. Không có tiền vừa tự ti lại vừa đa nghi, vợ chồng không tin tưởng lẫn nhau. Nghĩ tới những khó khăn vì không có tiền, bạn sẽ hiểu ra rằng tiền quả thực rất rất quan trọng. Cũng giống như có người từng nói, không có tiền bạn lấy gì ra để duy trì tình thân, ổn định tình yêu, liên hệ tình bạn? Không lẽ chỉ dựa vào niềm tin và lời nói thôi sao? Chỉ khi không có tiền mới nhìn rõ lòng người, mới lĩnh ngộ được sự nóng lạnh của tình người. Người bên cạnh khi ta trắng tay là người đáng để chúng ta kết giao, còn những người bạn thấy lợi quên tình không có còn tốt hơn. Khi thực sự trải qua cái nghèo, biết thế nào là trắng tay, mới hiểu được mọi thứ tới đều không dễ dàng và cũng mới biết trân trọng tiền bạc, bởi lẽ chúng ta chỉ khi mất đi thứ gì đó mới biết trân trọng nó. Nỗ lực kiếm tiền, tránh khó khăn, chăm chỉ tích lũy mới có tự tôn. Thực ra, tiền bạc không chỉ là sự đảm bảo cho ăn mặc ở, hơn hết nó là bức bình phong giúp bạn chống lại rủi ro, khó khăn, là sự tự tôn và tôn nghiêm của chính bạn. Nhà văn nổi tiếng người Anh William Somerset Maugham trong cuốn The Razor's Edge có viết: tiền có thể đem lại cho con người ta thứ quý giá nhất trên đời, đó là không phải cầu xin người khác. Vì vậy, trân trọng lúc còn trẻ, hãy nỗ lực kiếm tiền, tích lũy cho mình một tài khoản tiết kiệm nhất định. Có thể ở một phương diện nào đó, nó không thể đem lại cho bạn niềm vui và hạnh phúc tuyệt đối, nhưng ít nhất nó giúp bạn bớt khó khăn, bớt phải đi cầu xin người khác giúp đỡ, và cũng là một sự đảm bảo cho tuổi già của bạn sau này. Mặc dù bộ dạng vất vả hàng ngày của bạn có thể trông rất tả tơi khổ sở, nhưng vẫn còn tốt chán so với cái sự thảm thương khi phải đi vay mượn tiền của người ta. Giống như một tác gia nói, nhớ tích lũy, như vậy thì dù một ngày nào đó không còn ai chống lưng cho bạn nữa, bạn cũng sẽ không sầu lo vì cơm áo gạo tiền hay ngồi đó hoài niệm về quá khứ huy hoàng. Mong bạn có tiền để kiếm và cũng không vì tiền mà ưu sầu, có thể ứng ngược với xã hội và gia đình, tràn đầy tự tin và tôn nghiêm. Bạn có đồng ý với những suy nghĩ này của Ngẫm Sự Đời hay không? Hãy để lại ý kiến bên dưới video. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo trên kênh.